tất cả quý vị và các bạn đã đến với Nghĩa Audio. Đấy, đây là em đang bóc cái con đẩy mới về ở bên mình anh em nha. BV kép D series. À, con này là D2650, là một trong những cái dòng đẩy gia đình hot nhất hiện nay anh em nhé. Cho năm góp một kênh anh em nhé, để cho anh em có thể là sử dụng trong cái gia đình đánh những cặp loa 30 như thế này, hoặc là những cái cặp loa 30 gia đình kia, hoặc là anh em thể đánh là một cặp 25 này, một cặp 25 và một cặp 30. Đấy, chỉ cần sử dụng một con đẩy D2650 thôi. Đấy là vừa tầm tiền. Đối với con đẩy này thì có giá là 5 triệu anh em nhé. Giá 5 triệu tại Nghĩa Audio thì anh em sở hữu một con đẩy này hàng chính hãng luôn anh em nhé. Hàng chính hãng BV kép luôn. Đây là D series nghĩa là hai kênh nhá. Dòng D cũng có là D2450, 2650, 2800, 1100. Đây là một dòng D của BV kép. Đấy, tất cả đầy đủ hết anh em nhá. Dòng 2650 này thì là nó công suất nó vừa tầm và bán là rất là nhiều ở Nghĩa Audio. Bên mình hay tư vấn cho anh em lấy con D2650 này. Tại vì trung bình những cái loa bass 30 này thì công suất trung bình của nó là 350 đến 500W một chiếc. Thì mình sử dụng cái con đẩy là 650W thì mình đánh sẽ khỏe hơn là loa. Bao giờ tiếng của nó ra tròn và chắc hơn là rất là nhiều anh em nhé. Đấy, đây là em đã vừa mới khui thùng cho anh em một con đẩy BV kép D2650. Đấy, hàng chính hãng luôn anh em nhé. Đối với hàng chính hãng thì anh em luôn để ý sẽ có những cái đặc điểm như sau. Là cái công tắc bao giờ nó nằm ở phía bên tay trái. Bên tay trái anh em nhé. Và cái chữ BV kép này anh để ý này, nó bao giờ nó sắc nét luôn, nó sắc nét nó không có nhòe nhoẹt hay là nó mập ú lên đâu anh em nhé, rất là nét này. Cái này nó được in chìm nhé, anh em sờ vào đây nó sẽ gợn gợn chìm xuống. Đấy, chứ không phải là nó in kiểu sơn nó phun đâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh em cùng xem luôn ruột gan về nội thất của cái con đẩy này anh em nhé. Đây anh em nhìn ruột gan của con đẩy BV kép D2650. D2650 nha anh em nhé. Đây là phiên bản năm 2020. Đấy, mới về luôn, hôm nay là tháng mấy nhỉ? Tháng 6. 9 tháng 6 anh em nhé. Thì nó sẽ có những thay đổi như sau. Đấy, anh em nhìn này. Đây là một dàn sò này, dàn tụ này, nguồn này. Đấy, tất cả những cái này nó đều là làm bo hết này. Đấy, cái dòng BV kép hay dòng PS anh em nhé, đều là một công ty nó phân phối, công ty chính hãng luôn. Đấy, thương hiệu của nó. Để cho cân vào tí em. Anh em nhìn để ý những cái tụ này, để em cho anh em xem những cái dòng 2020 thì nó sẽ khác những cái điểm gì. Cái thứ nhất là cái tụ của nó là tụ 15.000 microfarad và 80V này. Anh em nhìn rõ chưa? 15.000 và 80V. Đấy. Và cái chở của nó là chở màu nâu cà phê, chở nâu cà phê anh em nhé. Cái chở nâu này thì nó giống như ở trên những cái chở hàng cao cấp, ở trên những cái con như là con AAP của Tân Cường, như những cái dòng như là AAP, STD8004, STD800, STD650 nó đều có chạy những cái dòng chở như thế này. Và ở đây xem nó chạy những con sò gì đây. Và đây là con sò NGV kép anh em nhé, NGV kép gồm đánh cặp và những sò NG như là 03, đây là 03 02G và đánh cặp với cả một cái con là 0281G. Đấy. Đánh cặp như thế là gọi là một cặp sò NG anh em nhé. NGV kép. Bao nhiêu sò đây anh em, mình có thể đếm đây. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sò một mặt, 7 sò một mặt anh em nhé. Đây là chưa kể những con bù áp như này. Đấy, đời này là bù áp sẽ có thêm cái miếng nhôm này luôn. Đấy, anh em nhìn kỹ này. Đấy, tạo cho cái đẩy nó rất là bền. Đấy. 27 14 14 với 14 là 28 sò. Đấy, một con đẩy 28 sò. 28 sò chạy chính nha em nhá. 28 sò chạy chính luôn. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, 27 này, mặt dưới nó là 14 này. 14 bên này 14 là 28 sò. Đây, đếm này 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, chở là 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, anh em thấy chưa? 7 con. Dòng này thì đánh gấu và bền rồi. Qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm mình làm hoặc là thực tế của khách hàng sử dụng thì đánh giá con này rất là cao về cả chất âm và độ bền của nó, độ bền của máy. Và chạy là 2468, chạy 8 con tụ. Đấy, đây là con tụ là 15.000 mi và 80V anh em nhé. Đấy. Thì sẽ có những bạn hay là những cơ sở người ta sẽ sang bên Trung Quốc, người ta sẽ đặt những cái sản phẩm nó tương tự như thế này, nhưng mà nó sẽ được cắt bớt một số những cái linh kiện
mà chỉ có anh em làm điện tử thôi, mà mình cảm nhận bằng cái chất âm mình thì mới biết được, chứ còn nhìn mà bằng cái mắt thường thì mình không thể biết được. Nhưng nó không phải là hàng chính hãng thì cái chất âm nó sẽ kém anh em nhé. Anh em lưu ý là chọn những cái sản phẩm nó chính hãng thì sử dụng nó được lâu bền. Đấy, rất là bền mà chất tiếng được đảm bảo anh em nhé. Đấy. À, tiếp theo mình sẽ thử cho anh em xem về chất âm của nó. À, mình sẽ đo cái kích thước cho anh em có thể chủ động trong việc là kê, với lại kê vừa tủ hay là xem cái tủ của nó có thể để vừa không. Đây là cái chiều ngang này, chiều ngang em không tính cái tai nhé, cái tai em có thể để ra ngoài được. 43. Thì của nó là 43, chung rồi. Đấy, cái chiều ngang thì chung rất nhiều, từ 42, 43 rồi. Còn quan trọng là cái chiều về sâu này. Sâu thì em sẽ lấy hết cái tai này luôn. Đấy, sau đến cái tai này, tai ngoài là bao nhiêu, 50 à? 495. Đến cái tầm mặt của nó là tầm 495 này, đến hết cái tai nha em nhé, cái tai đây. Đây là 495 này. Tại vì khi anh em đấu sẽ có cái rắc nó sẽ ra đến tầm này thì em tính là hơn 50 phân đi, 52 53 phân. Đấy, thì anh em khi đấu rắc nó sẽ lồi ra tầm như này. Để anh em có thể kê được cái kệ của anh em. Còn cái chiều dày của nó là size 2U thì nó khoảng tầm 10 cm này. Đây không có chân, có cả chân. Đây là 9 cm này, nếu có chân thì nó sẽ dài hơn thôi, khoảng một phân nữa là tầm khoảng 10 cm. Ok, đấu vào một cặp loa này đánh thử chất tiếng cho anh em cùng xem này. Sẽ thử một đoạn nhạc bốc cho anh em có thể thấy được cái chất âm của con đẩy này anh em nhé. Em đang đánh thử bằng cái con loa CF KLV12 anh em nhé, CF cá heo Audi 9 này. Xin mời anh em cùng lắng nghe. Chi tiết thì anh em thể liên hệ đến Nghĩa Đô qua hai số điện thoại ở trên kia. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.